chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Hải Đăng. Chúc quý vị và các bạn ngày nay mới thật là nhiều niềm vui nha. Hôm nay mình xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan chợ Phú Vĩnh, nó thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang nha quý vị và các bạn. Giờ này mình đến đây cũng 8 giờ mấy rồi nên chợ nó cũng hơi vắng. Mình mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan phía bên trong ha. Phía bên ngoài này đi vô thì trước mặt là bán trái cây, còn bên trong đó là bên trong kia mấy cái kiosk bên trong, chút nữa mình sẽ vô mấy cái kiosk bên trong. Ở bên phía này thì bán những đồ gốm như là lò, ở phía bên này là bán các đồ gốm như là lò nè, nồi đất nè, nồi đất, cái này là cái lò đất, còn cái này là cái nồi nè, nồi để kho cá, còn đây là mấy cái bình bông bằng gốm. Đây là chợ Phú Vĩnh. Ở phía ngoài đầu ngoài ngay mặt tiền chợ này có chị Tuyết Hồng bán trái cây nè, rất là ngon này, chị bán bánh chuối. Nhà chị mình gần ở đây không chị Hồng? Gần chợ Phú Vĩnh. Sáng là chắc phải ra đi sớm ha. Đi sớm. Giờ đi hả? Rồi em cảm ơn chị nha. Ở đây bán các mặt hàng như là văn phòng phẩm nè, rồi mỹ phẩm, túi sách. Bên giấc sáng lại đây bán đồ ăn nhiều lắm đó, nhưng mà bây giờ là cũng chưa trưa nên nó dọn ra, người ta cũng giờ cũng giờ dọn vô bếp. Bánh mì 1 tặng 1 hả? Bánh mì 1 tặng 1 hả? Dạ. Bán được không chị? Có bữa được, bữa bán có được. Dạ, chợ thấy bộ tàn sớm quá hay chị ha? Ừ, giờ này ế bắt đầu rồi đó, chị làm ta về. Xì qua xì lỡ hết rồi. Đây là em đi sớm mà còn trễ. Dạ. Nhóm qua vậy là dầu rồi đó, hết rồi đó. Không đi vòng vòng chút ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Chị nói chợ ở đây họp rất là nhanh nè. Đây là bên trong này bán, chủ yếu là bán phía bên ngoài thôi chứ bên trong kia ít cũng ít ai bán lắm. Ủa bà, bánh này là bánh lọt hả bà? Bánh lọt. Bà bán ở đây lâu chưa bà? Mấy chục năm. Mấy chục năm hả bà? Nhà bà ở gần đây không? Dạ. Này bán này sáng cho mình phải thức sớm là đây hả bà? Dạ. 5 giờ tới đây. 5 giờ bà tới đây. Một bọc nó gì nhiêu bà? 5.000 ba. Cái này bán được không bà? Bán cả chậm vừa luôn. Dạ. Đó. Một lần bán còn đỡ đỡ, cái này bán hết. Bánh lọt ở đây bà bán thì có bánh lọt nè, nước cốt dừa, nước đường bên đó với đậu xanh đó bà. Nước đường, đậu xanh, nước dừa. Ở đây thì bán me nè, me này là me non nè, với khoai môn, que, đồ toàn này là đồ nhà không. Rồi mình đi vô phía bên trong đi. À chị bán bắp. Ngày bán được nhiều không chị? À, cái này bắp này mình đi cân lại của người ta hay là của mình? Mót hả? Lại mót là vô gãy của người ta rồi cái đầu mình bẻ rồi, bẻ trước mình mót làm sao? Dạ rồi mình đi mình bán lại. Bắp được nhiều không chị? Bán được mấy. Bắp này bắp Mỹ hả? Ngồi đó bắp Mỹ, này bắp trắng. Chờ mấy người nghèo đi. Chờ. Nhà chị ở gần đây không? Tôi ở cầu đê chồng. À cầu đê nãy em chị cần có chuyện nghe. Bờ bên sông chỗ đất lở. Rồi hôm đi vòng vòng chút ha. Dạ. Giờ giờ này muốn tan hết. Đây có kệ bán thịt nướng, cá lóc nướng rồi gà nướng, gà nướng. Ở
Ở đây thì cô bán bánh bông lan nè, bánh ống cuốn. Về vùng An Giang mùa nước nổi là không thể nào bỏ qua được cái món bông súng nè, đặc sản luôn á, bông súng. Cái này bông đường điện. Cái này là cái đó chị mất lựa ra nữa hả chị? Rồi mình hái ra vừa còn 1 kg nó được nhiêu, bán được nhiêu chị? Đặt ra gì bán 1 kg 40 ngàn. Cái này là mình cân là của anh ta hả chị ha? Chị bán bắp chuối rồi nữa nè. Đủ thứ hết, đủ thứ. Rồi em đi nha. Đây bán đọc chạy nè, đọc sò đâu với đậu gồng. Đây là chỗ bán cá. Đây là chỗ chị bán tôm càng xanh còn sống luôn. Cái này bán được không chị? Là dài lắm rồi. Đây quay dài, quay lên đài nha. Cái đó dâu hả chị? Ủa tôm này vậy nó ký nó nhiều chị thấy? Tôm này giờ mình bán nó nhiều chị? 160 ngàn vậy. Dâu 30 thì bán cho 25. Thu tín vô luôn đó. Đây có cô bán gạo nè. Cô bán đây lâu chưa cô? Bán lâu rồi. Gạo này là mình đi mình cân lại của người ta về mình bán. Chứ mình không có mua về mình xay lại không? Có đâu, bây giờ đâu có xay nữa, ba cái sóc này đâu có xay đâu. Như người ta mua ở Tiền Giang rồi, cái nọ cái mình đem người ta bán lại cho mình vậy đó. Dạ. Cái này mình bán là mình bán 2 buổi luôn hả cô? Bán 2 buổi tối ngày luôn. Đó chiều. Cô bán có gạo sóc nè. Rồi gạo gum, jasmine. Giá cũng từ 12 đến 14 ngàn ký, 16 ngàn đó. Rồi con đi cô ơi. Đây nè quý vị và các bạn, một cọng bông súng nó dài gì nè đó, nó dài. Cái này chắc hơn 1 thước luôn hả cô ha? 2 thước luôn á. Cọng bông súng này có thể dài hơn 2 thước. Cô bán đây lâu chưa cô? Cô bán đây lâu chưa? Bán lâu rồi. Nhà cũng gần đây luôn hả con? Nhà gần đây luôn hả? Này sáng chắc mình phải đi vô lại đây sớm hả cô hả? 4 giờ. Bên ra bây giờ tối. Rồi cái này mình đi lại giờ gãy mình cân luôn hay sao cô? Cô bán có gà muốn đồng nữa nè. Với gà cần cua. Gà đắng. Gạo đắng này gạo đắng biển không cô? Dạ, rồi cảm ơn cô ha. Ở bên này có chị bán thịt heo, chị đang cạo thịt heo cho người ta. Cái này là như gạo bắp giò nè. Giò ký 100 ngàn. Ký 100 hả chị? Bắp giò 100 ngàn, còn đùi 120, sườn 150. Cái này sáng mình phải vô tới sớm hả chị ạ? Cái này là chị vô tới 6 giờ, 6 giờ rưỡi, chị mặn heo sáng. Dạ. Còn heo khuya chị muốn mặn. Rồi, em đi ha. Dạ. Bên này bán cũng sôi nổi quá. Trái này là trái qua đi chị. Trái này là trái bắp non nè quý vị nè các bạn. Dùng để nấu nước súp đồ đó, ngọt cho nó kinh lắm. Bán nước. Bé bán cái này lâu chưa bé? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Chính là con bán tiếp mẹ con luôn hả hay là con bán luôn? Bữa nay còn đi học không hay nghỉ rồi? Đi sớm vậy. Cô Thanh ở đây bán rau muống đồng nè. Chứ cái này rồi mình lặt rồi mình bào cho anh ta luôn hả cô? Là để bào cũng có mà bán nguyên cọng cũng có luôn. Bồ súng điên điển. Bồ nước nổi như này là điên điển nha cô ha.
đi cô ơi. Này trả 3 ngàn. Bao giờ tao mua một vậy mà. Mọi từ một tháng vui lắm mà không ai mua giam vậy này. Anh mua. Đây chị bán tôm rồi cũng nhiều. Đây là cá mài dinh rồi quý vị và các bạn. Mùa nước nổi là trên này nhiều lắm á. Nó mà chiên chiên xù một cái nha, hết ý. Còn này tôm. Mình bỏ cục mỡ vô chi anh? Tôi có bột. Ủa, hay anh chia sẻ là mình bỏ cục mỡ này vô nó có ghê các bạn. Là nó sẽ không bao giờ có bột. Đây anh bán luôn hấp luôn. Anh bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Nguyễn năm anh. Rồi em cảm ơn anh nha. Giờ này là mấy chị ở chợ này bắt đầu ăn sáng hết rồi. Bán cua này, cua xay sả. Hộp này nó nửa ký không chị? Nửa ký nó giờ như chị cua xay rồi á. Còn à cạn. Cạn bự quý luôn. Giờ cũng tiện hả chị ha. Cua bò chị còn sống luôn, chị đang bắt ra. Mùa này là trên này chắc ăn cá nhiều lắm hả chị? Yeah. Đây là cây thuốc nam đây nè quý vị và các bạn, cây thuốc dòi nè. Cái này là nó trị ho được phải không chị? Còn đây là lá dứa, đây là xả. Đây chị bán khoai lang nè. Chị sẽ đổ bánh kẹp nè quý vị và các bạn, chị bán 3 cái sẽ 10 ngàn, chị lấp bơ vô. Hồi xưa người ta dùng dầu ăn hay mỡ thôi chị? Dầu bơ thôi mà. Dạ. Dầu ăn không không? Cái đó mình lật lại rồi cái mình... Rồi đó, dính thì gỡ là... Ủa? Tại sao nó được cái bên này nữa? Tại vì cái bề nó hai bề. Tại mình lấy 1 bề, nó được 2 bề. Ủa vậy chị làm cái đó một bề là nó thành gì luôn hả? À. Gỡ vậy là rồi đó. Em tưởng đâu là chị làm hai cái hai bề chứ. Chị được bán rồi. Đây lâu chưa? Lâu rồi, cũng dặm năm rồi. Yeah. Cái này mình để trong bao lâu chị? Dạ. Cái này mình để trong bao lâu? Mấy phút rồi đó, rồi chín bánh thôi. Vậy là chín rồi đó ha. Rồi nhỏ em cũng đi bán này nữa nè. Mà bằng cái khung nó mỏng hơn. Mỏng hơn. Dạ đúng rồi. Kẹp đi nè, kẹp bột gạo. Dạ. Đây vậy là cái nó thành như vậy thành ra hai cái. Hay ha, em tưởng là đâu phải đổ hai lần. Thôi em đi ha chị. Ở phía bên trong này thì bán quần áo. Rất thiên nhiên luôn. Đây chị bán cái lắp này là thiên nhiên này các bạn. Lương đó lương thiên nhiên giờ nó nhiêu ký vậy chị? Của nhà thì tôi bán 280 nè. Cái bàn hàng là bán 300 đó. Quá trời hàng cái này mình đặt chấm mà giờ đặt nhớ cái 12 cửa ngục á vô con lươn gì là nó bự lắm nó dai lắm á trời cá này cá cá đậu dạ đúng rồi lâu lắm mới được mấy em đi dài đâu có chạy đâu mấy con này là con chân chém quý vị và các bạn mấy con này là nó sống ở dưới bụng á dưới đáy sông còn này còn hến còn khi ốc quắn là tại vì cái đít nó này nó quắn lên người ta kêu là ốc quắn. Đây là hến đã luộc xong nè, đây là chim chép đã luộc xong. Nhà cô ở gần đây không? Cũng mau học mau bé hôm nay không đi học hả? Con học lớp mấy rồi? Lớp 6 hả? Con tên gì? Tên Duyên. Thảo Duyên. Học giỏi không?
Tốt, tốt hả? Tốt là được rồi. Rồi chú đi nha. Rồi, đẩy được không? Đẩy đây. À, ít. À, không thấy mấy con cua nè. Được cho là thêm. Rồi, chỉ cần mình nữa. Cái này bao giờ lột hả? Ừ. Ký nó bị nha. Ký 80. Vậy ở đây chỉ có bán lương nữa kìa. Nó là lương thiên nhiên á. Mình đang đi phía bên ngoài của chợ nè. Sau cái phía bên trong nhà lồng nó cũng có nhiều đó. Ở đây mùa này hay bán me non á, me non để kho với cá rô. Kho cá rô là ngon khá tí nè. Đây là mấy gian hàng bán đồ mũ nè. Có thằng nhóc nó đang học bài. Hello. Nó là chào. Con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 4. Rồi, bữa nay con không đi học hả? Sao vậy? Sao bữa nay không đi học? Sao bữa nay không đi học? Hay quên bữa nay chủ nhật. Dỗ quá ta. Bye con nghe. Đây là chỗ bán quần áo. Đây là phía bên cho bên trong chợ này. Bên trong chợ thì nó cũng bán quần áo thôi. Đi vào trong bên mình đi vào bên. Đây mình đi vào bên trong chợ xem bên trong bán những gì. Ồ, có bán bạc nè. Đây mấy kiosk đa số là đóng cửa là nhiều. Đây là khu vực ăn uống chợ nè quý vị và các bạn. Tại giờ này mình đến đây là nó cũng đến đây cũng là cũng trưa rồi nên cũng hơi bị vắng. Chỉ nấu một nồi bún nước chà bá giờ nó còn có nhiêu đây là biết rồi đó. Cái này mình coi mở đi nội coi cũng có nha. Đi ra tới đây, phía đây là phía cuối cùng của chợ nè. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.